tuy hồi đó giấc sau biến thiên tâm thân quy một mối. Ngày hôm nay tất cả bạn nào tập trung về đây để nói lên câu dạ từ và cũng để hẹn ngày tái ngộ. 4 ngày qua những gì cần phải nói thì những tâm nghĩ rằng các bạn đã nói. Bây giờ chỉ còn việc trở về địa phương thực hành những gì chúng ta đã nói tại đây. Thương Tâm cũng xin cầu chúc cho quý vị khi ra về được thực lộ bình an. Và Thương Tâm cũng có một cái đề nghị là khi chúng ta ra về, quý vị chỉ nên mang theo với mình những tình cảm thương yêu, lòng thấm, những kỷ niệm đáng nhớ trong 4 ngày sống bên thầy bên bạn. Và những cái khúc mắc, tùy hiền hoặc những hiểu lầm thì chúng ta nên để lại đây để cho những nhân viên vệ sinh họ có dịp dọn dẹp. Con một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của thầy trong 4 ngày vừa qua và sự hiện diện của tất cả quý vị. Hoàn diện của Melbourne, Bắc Trân, xin chúc Bắc Trân. Con xin mời Bắc Trân. Hello. Trước hết con xin kính chào các thầy và tất cả các anh em bạn đạo ở các nơi tại hội trường ở đây. Con rất cảm ơn đức thầy tuổi đã già mà vẫn còn đi các nơi để mà thăm hỏi các anh em để dạy dỗ chúng con. Chúng con rất cảm ơn đức thầy vô cùng. Lần thứ hai thì cảm ơn ban tổ chức, mặc dầu trẻ tuổi tài cao đã làm tròn sứ mệnh trong các ngày đã qua rất là chu đáo, nơi ăn chỗ ngủ rất là ổn định, ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon, diện thấp thoải mái, tắm rửa tự do, nên là con xin cảm ơn ban tổ chức và các bạn phục vụ trong ban tổ chức và cảm ơn tất cả. Con xin rất là tiếp xin mời đại diện của Perth, Thánh Tân Đức, chú Đức. Con kính xin Đức Thầy, kính quý bạn đạo, tôi xin đại diện cho bạn đạo ở Tây Úc rất hân hạnh tham dự cái khóa sống chung với đức thầy và các bạn khắp các tiểu bang về đây sinh hoạt. Tuy trong 4 ngày ngắn ngủi nhưng tôi tính chắc là 4 ngày đó sẽ là 4 ngày vui, 4 ngày kỷ niệm, 4 ngày học tập. Thì trong cái sự mà niềm nở tiếp đón cũng như sự gặp gỡ chào đón của các bạn gây cho tôi một niềm tin, gây cho tôi một sức sống, gây cho tôi một sự thương yêu đức thầy mãnh liệt. Vì thầy đã tạo một điều kiện thuận lợi cho chúng ta có mặt hôm nay và để dũng tiến xây dựng một cái cơ đồ tâm linh lâu dài cho tương lai chúng ta. Thì tôi thích nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt để cho chúng ta thể hiện được cái tinh thần đóng góp, cái công đức của mình về tài lực, về nhân lực, vật lực để mà xây dựng và xây dựng thành công một cái thiền viện và làm vui quốc tế. Thì trong những 4 ngày thảo luận vừa qua thì tôi chắc rằng tất cả chúng ta ở đây cũng như có mặt các bạn đạo không có mặt ở đây trên thế giới cũng như tại Úc Châu đều nhất trí đoàn kết xây dựng một cái thiền đường, xây dựng thành công một cái thiền đường vô vi và làm vui quốc tế đàng hoàng hơn, xinh đẹp hơn, vinh dự hơn. Thì cũng nhân dịp này tôi xin cảm ơn ban tổ chức, trong đó có ban văn nghệ cũng như nhà bếp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh em Tây Úc chúng tôi đến sinh hoạt cũng như học tập. Con
cũng kính xin dâng Đức Thầy những tình cảm sâu xa và lòng tôn kính của bạn đạo Tây Úc. Đối với Đức Thầy đã cho chúng con những điều dạy, những lời khuyên đầy tình thương, tha thiết, sinh động. Thì chúng con cũng xin đem cái những cái tu tập, cái học tập về địa phương để cố gắng tu hành tiến hóa hơn nữa, để cho phần hồn của chúng con được mỗi ngày mỗi rực sáng hơn lên. Cuối cùng con xin kính chúc Đức Thầy thân tâm an lạc, xin kính chúc quý bạn đạo luôn luôn đoàn kết xây dựng và tu tiến, và hẹn gặp lại ngày 5 tháng 11 năm 2000. Chúc thể lễ chúc thọ Đức Thầy. Con xin cảm ơn Đức Thầy. Tiếp tiếp xin mời đại diện của camera anh Lực. Con kính chào Thầy, kính chào các bạn đạo. Tôi xin đại diện cho bạn đạo camera để cảm ơn Thầy, cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có dịp ngồi lại để học hỏi những kinh nghiệm về tu thiền. 4 ngày trôi qua rất nhanh, cũng đầy sự thanh tịnh và sự soi nổi với nhiều bài học. Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc các bạn đạo đi về trên đường bình an, và mong mỏi trong tương lai sẽ có nhiều dịp gặp lại để thắt chặt thêm tình đồng đạo của chúng ta với nhau. Xin cảm ơn tất cả. Tiếp tiếp, tôi xin mời chị Lâm ở Adelaide. Thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo, tôi xin đại diện cho Adelaide. Tôi rất là sung sướng đến đây vì khóa sống chung với tất cả các bạn đạo ở đây. Trong những ngày khóa sống chung học tập, tôi cũng học được rất là nhiều. Xin cảm ơn Thầy, cảm ơn ban tổ chức và xin hẹn gặp lại ở những dịp khác. Xin cảm ơn. Phương, xin mời anh Võ Tiến Dũng. Đây là ngày bế mạc, thì tín xin đại diện cho hội đạo hữu Orion New South Wales Sydney toàn kính lên Đức Thầy lời tri ân sâu xa nhất đã đến với chúng con trong 3 ngày sống chung, và cảm ơn quý cô bác và anh chị ở mọi nơi như Melbourne và Adelaide và Perth đều đến tham dự với chúng con, và xin cảm ơn quý cô bác và anh chị. Cảm ơn. Kế tiếp, tôi xin mời chị Dung lên báo cáo về tài chính. Bạn đạo, thì bây giờ trong cái ngày hôm nay thì cái cuối cùng kết quả mà tài chính mình nhận được đó, mình được đó là còn lại là 356 đồng. Thành thử bây giờ tức là tụi em có tìm hiểu ở một số bạn đạo, thì quý bạn đạo đã đề nghị là mình đem cái số tiền dư này lại gửi cho Thầy để giúp xung cho cái quỹ cứu khổ ban vui đó. Thành ra không biết là ai có ý kiến nào khác hơn không? Nếu vậy thì chúng ta sẽ gửi lại cho Thầy để Thầy tiện nghi sử dụng cho cái quỹ cứu khổ ban vui ha. Dạ, lần này em cũng mừng quá, lúc đầu em cũng sợ nó đổ. Tại vì lần này là làm lần thứ 3 mà sao hai lần trước có lần đầu lỗ, phải xin tiền bằng đạo phù vô, lần thứ nhì thì dư, lần này có dư nữa, thành ra thấy làm ăn có vẻ khấm khá, thì sao không làm nữa được không? Sự lầm lẫn là qua cái giấy mà quý vị nhận được để mà đăng ký đi thì có tên là ban tổ chức là anh Thái Phúc Hải và anh Trần Minh. Mà quý vị có một số ở đây không biết dung nhan của Trần Minh là ai, thì bữa nay Tâm Sinh được mời anh Trần Minh lên đây trình diễn trước mặt quý vị. Xin chào Đức Thầy, quý bạn đạo chúng ta ở đây. Trước hết con xin có vài lời cảm ơn Đức Thầy đã bỏ thời giờ trong suốt mấy ngày qua để dắt chúng con trên bước đường tu học, và cũng rất cảm ơn quý bạn đạo chúng ta đã đóng góp đồng đủ trong 3 ngày sống chung. Trong 3-4 ngày qua nếu có gì sơ sót xin Đức Thầy quý bạn đạo nhận tình tha thứ cho. Rất cảm ơn quý bạn đạo. Một số bạn đạo ở Sydney
xin lỗi thầy vì họ có vấn đề gia cảnh, thành ra họ phải về sớm. Đúng ra tụi con không phải ở đến giờ cuối, tại vì thầy ở xa, mà thầy không ở đến giờ cuối, mà các con thì lại lục đục đi về trước. Nhưng vì lý do gia cảnh, các anh chị có nhờ tụi con nhắn lại với thầy là xin lỗi thầy, các anh chị phải về trước, là không chào được thầy. Và bây giờ con xin mời thầy cho chúng con vài lời để kết thúc khóa học. Cảm ơn các bạn đã khéo tổ chức cho tụi các con gần gũi những người bạn thân yêu từ xa xưa đến giờ. Trong 4 ngày tu học, nói học thì phải viết phải chép, nhưng chúng ta đã có gì dùng tâm để hiểu tâm mà thôi. Trước và thân ra thế nào, động loạn và thanh tịnh ra thế nào, hẳn các bạn cũng học không ít. Mỗi khi chúng ta đã mở hội là học hỏi lẫn nhau và xây dựng niềm tin của chính mình, rồi đem đóng góp khả năng sẵn có của chính mình cho hội. Đó là việc quý. Mấy năm mới gặp được một lần, nên hôm nay là ngày chót, tôi xin tuyên bố bế mạc và các bạn sẽ thượng hộ bình an. Thành thật sự đóng góp của các bạn cho người đang đau khổ ở Việt Nam. Không biết thầy có cho phép tụi con lên chụp hình lưu niệm không? Thầy có thể lưu lại tụi con chút xíu được không ạ? Thì các anh chị nào nếu mà tâm lý là theo tiểu ban hay là như thế nào để lên chụp hình cho nó ngắn gọn? Thì các tiểu ban có thể lên lần lượt lên xin chụp hình với thầy, thì quý vị có thể lên chụp hình. Hồi gõ giấc sau, yên thiết